Nóng đình chỉ công tác Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt, bài bản của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, thì công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất, để lại những dấu ấn tốt đẹp, tạo hiệu ứng rất tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tham nhũng tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Quý vị thân mến, tham nhũng tiêu cực xảy ra ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Các chuyên gia đã gọi tham nhũng trong giáo dục là tham nhũng vặt. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 31 tháng 7 để phục vụ cho việc thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Căn cứ vào quyết định của pháp luật và ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình, đề nghị của Sở Nội vụ vào tối ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định số 1234, quyết định Ủy ban Nhân dân về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình kể từ ngày 31 tháng 7 để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày. Trong thời gian thanh tra, ông Nguyễn Viết Hiển có trách nhiệm cung cấp đầy đủ mọi thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của trưởng đoàn thanh tra và cấp có thẩm quyền đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng ban hành quyết định số 1236, quyết định Ủy ban Nhân dân về việc giao cho ông Phạm Văn Nghiên, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách điều hành hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian ông Nguyễn Viết Hiển bị tạm đình chỉ công tác. Đây là diễn biến mới nhất có liên quan đến những bất thường về điểm thi và lớp 10 tại Thái Bình đã được báo chí phản ánh trong những ngày vừa qua. Trước đó, dư luận đặt nghi vấn công tác chấm thi ở kỳ thi này với nhiều bất thường về điểm thi, trong đó nhiều bài thi, nhất là đối với môn toán và môn ngữ văn, tăng vọt điểm số sau khi phúc khảo, khiến kết quả thi không phản ánh đúng thực lực của học sinh. Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo thanh tra đột xuất Giám đốc Sở. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành văn bản về việc thanh tra đột xuất đối với việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn. Theo báo cáo thanh tra, văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn ký gửi thanh tra tỉnh, công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông. Theo nội dung văn bản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhận được đơn của công dân và dư luận xã hội phản ánh những bất thường về điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình. Căn cứ vào kết quả cuộc họp Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình theo quy định của luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, tham mưu tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất. Cụ thể, chấm thi có rất nhiều sai sót. Trước đó gửi đơn đến các cơ quan chức năng báo chí, bà D, sinh năm 1977, trú xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2024 tới ngày 16 tháng 6 thì công bố cho tra cứu điểm thi. Khi thấy điểm thi, gia đình của bà D và rất nhiều phụ huynh, học sinh, giáo viên các trường cấp 2 trong toàn tỉnh vô cùng bất ngờ và bức xúc bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của học sinh. Mặc dù được động viên nhưng con của bà D và các bạn cùng khóa bị sốc tinh thần, trầm cảm, tâm lý không ổn định, cha mẹ luôn luôn phải canh giữ và không yên tâm làm việc trong suốt một tháng. Theo bà D, bước vào kỳ thi tuyển sinh nói trên, con trai bà là học sinh giỏi của môn toán. Năm lớp 9, em được tuyển chọn vào trường điểm trong huyện để bồi dưỡng thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, em đăng ký dự thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình. Hôm thi về, cháu tự chấm khả năng của cháu điểm môn toán thường khoảng 9,75, môn văn và tiếng Anh khoảng 8 điểm và điểm môn toán chuyên khoảng 5,5 điểm. Nhưng khi nhận được kết quả thi môn toán thường, cháu chỉ được 6,75 điểm, toán chuyên được 4,25, văn được 7,5, tiếng Anh được 7,8. Sau đó, nhiều gia đình và phụ huynh đã nộp đơn phúc khảo với số lượng lớn người tham gia. Kết quả phúc khảo điểm thi môn toán thường của con trai bà tăng từ 6,75 lên 9 điểm, chênh lệch 2,25 điểm, bà cho biết. Ngoài ra, bà D còn cung cấp danh sách 18 số báo danh của thí sinh dự thi.
tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại Thái Bình mà bà khẳng định là cũng có sự thay đổi chênh lệch điểm khá lớn sau khi chấm phúc khảo. Long An khởi tố bị can hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Quý vị thân mến, hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng làm giảm niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Mới đây, người đàn ông ở Long An đã bị khởi tố bắt tạm giam vì thực hiện hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và chế độ cộng sản ở Việt Nam, thành lập chính phủ mới. Cụ thể, vào ngày 31 tháng 7, thông tin từ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Trung, 49 tuổi, ở ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để điều tra về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, từ năm 2018, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Trung biết tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân sống ở Mỹ cầm đầu. Sau một thời gian tìm hiểu, Trung đã đăng ký tham gia trưng cầu dân ý bầu Đoàn Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng hòa và đăng ký thủ tục tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với mong muốn sẽ được hưởng những quyền lợi mà tổ chức này mang lại sau khi Đào Minh Quân về lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, lần được cơ quan chức năng tỉnh Long An mời làm việc dân đe giáo dục, tạo cơ hội để từ bỏ tham gia vào hoạt động cho tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nhưng Trung vẫn ngoan cố và tiếp tục sai phạm. Đặc biệt, Trung còn tích cực vận động thu thập thông tin và đăng ký cho nhiều người tham gia trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra xử lý bị can Nguyễn Văn Trung về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Bãi nhiệm và miễn nhiệm hai phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc. Quý vị thân mến, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Vũ Chí Giang và bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Khước. Vào sáng ngày 31 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17 đã tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định công tác nhân sự. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Trần Duy Đông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Chí Giang, bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Khước. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng miễn nhiệm 8 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Đinh Ngọc Khoa, Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ Hữu Vinh, Nguyễn Đức Tài, Lê Văn Kiên, Nguyễn Văn Huyến, Nguyễn Kim Tuấn. Đã bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Khước. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các ông Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Phú Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo đối với rất nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm ông Nguyễn Văn Trì, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Bá Huy, trưởng ban tổ chức tỉnh Vĩnh Phúc, Đinh Ngọc Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật và Hậu cần, Công an Nhân dân, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong khi đó, vào hồi tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra hành vi nhận hối lộ từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, Hậu Pháo. Nhận hối lộ số tiền khủng, cựu Chủ tịch quận Cẩm Lệ ở Đà Nẵng và thuộc cấp lãnh án. Quý vị thân mến, trong hai ngày 30 và 31 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử vụ án nhận hối lộ, tham mô tài sản và đưa hối lộ do cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng làm chủ mưu. Cụ thể, bị cáo Hồ Văn Khoa, 51 tuổi, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng, Võ Thiên Sinh, 46 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, Võ Thành Quý, 38 tuổi, cựu trưởng phòng quản lý đô thị, Trần Phước Mỹ, 50 tuổi, cựu Phó trưởng phòng quản lý đô thị thuộc Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ cùng bị xét xử về tội nhận hối lộ. Các bị cáo Võ Thành Quý, Phan Văn Tiến, 36 tuổi, cựu chuyên viên phòng quản lý đô thị thuộc Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, Hoàng Ngọc Tiến, 35 tuổi, phó giám đốc công ty Andes cùng bị xét xử về tội tham mô tài sản, Nguyễn Đặng Nhất Duy,
43 tuổi, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Nghĩa Hưng bị xét xử về tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng, trong năm 2021-2022, quận Cẩm Lệ thực hiện hai gói thầu duy tu nạo vét bùn các tuyến mương cống thoát nước đường dưới 10,5 m trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 16,4 tỷ đồng. Phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu thực hiện công tác đấu thầu. Năm 2021, sau khi có phê duyệt dự toán, Hồ Văn Khoa đã chỉ đạo Võ Thiên Sinh và Lê Hoài Nam, trưởng phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ đã mất, nghiên cứu tìm nguồn thu cho các hoạt động riêng của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ. Nguyễn Đặng Nhất Duy, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Nghĩa Hưng biết thông tin sẽ tổ chức đấu thầu gói thầu thoát nước nên đã gặp Lê Hoài Nam nhờ giúp đỡ khi dự thầu. Nam đã chỉ đạo Trần Phước Mỹ, phó trưởng phòng quản lý đô thị và Phan Văn Tiến, chuyên viên phòng quản lý đô thị hỗ trợ cung cấp các thông tin liên quan đến gói thầu cho Duy để có lợi thế khi dự thầu. Từ tháng 2 năm 2021, Nam bị bệnh nên công việc của phòng quản lý đô thị được giao lại cho Võ Thành Quý tạm thời phụ trách. Theo chủ trương của Hồ Văn Khoa, Sinh đã chỉ đạo Mỹ sau khi chấm thầu, thương thảo hợp đồng xong thì gọi doanh nghiệp lên làm việc trực tiếp với Khoa và Sinh để thỏa thuận mức doanh nghiệp sẽ phải trích lại bao nhiêu phần trăm số tiền trúng thầu rồi mới ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở giá dự thầu, có sự chỉ đạo của Khoa, Quý và Duy trao đổi và thống nhất số tiền trích lại là 33% giá trị trúng thầu trước thuế VAT tương đương với khoảng 2,4 tỷ đồng. Cuối năm 2021, sau đợt thanh toán, Duy đã trích lại 2,4 tỷ đồng, trong đó đưa cho Quý 2,15 tỷ đồng. Đối với gói thầu năm 2022 có giá trị hơn 7,9 tỷ đồng, việc tổ chức đấu thầu cũng được thực hiện tương tự như năm 2021, Duy đã lại quả 1 tỷ đồng. Tổng số tiền các bị cáo đã nhận từ Nguyễn Đặng Nhất Duy năm 2021 và năm 2022 là 3,15 tỷ đồng. Với gói thầu thuê giám sát dịch vụ duy tu nạo vét bùn của các tuyến mương cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2021, Võ Thành Quý đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, câu kết với Hoàng Ngọc Tiến, lấy pháp nhân là công ty Andes, lập khống hồ sơ thi công và thanh toán quyết toán chiếm đoạt hơn 195 triệu đồng tiền ngân sách nhà nước. Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 31 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Hồ Văn Khoa và Võ Thiên Sinh cùng mức án 9 năm tù, Võ Thành Quý 7 năm tù, Trần Phước Mỹ 5 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Trong đó, Võ Thành Quý nhận thêm mức án 2 năm tù về tội tham mô tài sản. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Quý phải chấp hành là 9 năm tù. Tòa cũng tuyên án bị Nguyễn Đặng Nhất Duy mức án 8 năm tù về tội đưa hối lộ, Hoàng Ngọc Tiến mức án 2 năm tù về tội tham mô tài sản. Riêng Phan Văn Tiến mức án 18 tháng tù về tội tham mô tài sản nhưng cho hưởng án treo. Qua sự việc này, chúng tôi càng thấm thía lời dạy, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ khi đối diện với những bản án của pháp luật, thì những cá nhân này mới hiểu thấu được câu nói đầy sâu sắc của cố Tổng Bí thư, cũng là làm gương cho tất cả những người đã, đang và sẽ có ý định tham nhũng tiêu cực. Một phó chánh văn phòng huyện bị cách chức vì sai phạm liên quan đến đất đai. Ông Trần Văn Tỉa bị cách chức phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau do sai phạm trong quá trình quản lý đất đai. Vào chiều ngày 31 tháng 7, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đầm Rơi đã cho biết đã thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Trần Văn Tỉa, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện do có sai phạm trong quá trình quản lý đất đai từ năm 2014 đến năm 2016 tại xã Tân Thuận. Về mặt đảng, đồng chí Tỉa bị kỷ luật cảnh cáo. Trước đó, từ kết luận của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Cà Mau, Ban Thường vụ huyện ủy Đầm Rơi yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Rơi chỉ đạo cơ quan chuyên môn thanh tra việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân đối với 3 khu đất công do các tổ chức giao lại trên địa bàn xã Tân Thuận. Cụ thể, ở các khu đất trung tâm giống và dịch vụ nuôi trồng thủy sản Cà Mau, khu đất trường chính trị, khu đất do các ngành và Ủy ban nhân dân thị trấn Đầm Rơi quản lý. Ngoài ra, chỉ đạo thanh tra làm rõ nguồn tiêu thu chi do Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận cho các hộ dân thuê đất. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến quý vị và các bạn.
Bắt khẩn cấp bí thư chi bộ ở Thanh Hóa. Quý vị thân mến, tư tưởng nước lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có một vị trí đặc biệt quan trọng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Tư tưởng này cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới. Vào chiều ngày 29 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Đại Thắng tạm giam 3 tháng để phục vụ cho công tác điều tra. Theo kết quả điều tra, vào năm 2018, Nguyễn Đại Thắng sinh năm 1976, thường trú ở phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, được bầu giữ chức bí thư chi bộ kiêm trưởng phố Trường Sơn cho đến nay. Cuối năm 2022 và năm 2023, một số hộ dân có nhu cầu mua đất nghĩa trang để xây mồ mả cho người thân, nên có gặp Nguyễn Đại Thắng hỏi mua đất khu vực nghĩa trang Cồn Tương. Vì vậy, Thắng đã thông qua chi bộ thống nhất về việc bán cấp đất nghĩa trang cho các hộ có nhu cầu. Các hộ phải trả số tiền 1 triệu đồng trên 1 mét vuông, giao cho Lê Bá Bình, quản trang là người thu tiền. Tổng số tiền bán cho 14 hộ được 335 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ việc giao đất nghĩa trang cho 14 hộ Nguyễn Đại Thắng khai báo đều chi vào hoạt động chung của phố và không tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, đối chiếu với sổ sách thu chi của phố Trường Sơn, không có mục thu chi và bản thân Thắng cũng không xuất trình được các chứng từ chi tiêu số tiền nêu trên. Theo cơ quan chức năng, mặc dù không có thẩm quyền nhưng Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình vẫn giao bán đất nghĩa trang cho người dân và thu tiền, đã xâm phạm vào quyền sở hữu quản lý đất đai của nhà nước, ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất đai của chính quyền địa phương, gây thiệt hại đến tài sản của chính người dân có nhu cầu được cấp đất nghĩa trang. Từ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đại Thắng để phục vụ cho công tác điều tra. Tiếp tục điều tra xử lý các sai phạm về đất đai ở Thái Bình, cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra xử lý những vụ việc sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. 17 lãnh đạo, cán bộ của hai huyện bị khởi tố bắt tạm giam do sai phạm về đất đai. Từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh Thái Bình đã đấu tranh, phát hiện và tiến hành điều tra xác minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hàng chục lãnh đạo, cán bộ từ cấp huyện đến cấp xã, thôn để tiếp tục điều tra xử lý về những sai phạm liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai theo thẩm quyền được giao. Tại huyện Hưng Hà, cho đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 11 người là cán bộ cấp huyện, xã, thôn. Những người này là nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, lãnh đạo cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện, lãnh đạo cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, lãnh đạo cán bộ từ cấp xã xuống cấp thôn ở xã Hồng An. Tương tự tại huyện Kiến Sương, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 người là lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo cán bộ phòng tài nguyên và môi trường, lãnh đạo chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, lãnh đạo cán bộ xã Minh Quang và một giám đốc doanh nghiệp. Các bị can nói trên đều bị khởi tố điều tra về nhóm tội danh bao gồm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ gây hậu quả thiệt hại lớn cho nhà nước, cá nhân. Tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý sai phạm. Hiện tại, tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục những sai phạm trong quá trình quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn. Trước đó, tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành chỉ thị số 31 chỉ thị tỉnh ủy ngày 26 tháng 6 năm 2024 nhằm kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Hiện nay, cơ quan tố tụng các cấp tại tỉnh Thái Bình, đặc biệt là huyện Hưng Hà đang tiếp tục tăng cường các hoạt động xác minh, truy xét, điều tra mở rộng đối với các vụ án, vụ việc có liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai để tiến hành xử lý các cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với những sai phạm, vi phạm chưa đến mức bị khởi tố, truy tố hình sự thì các cá nhân tập thể liên quan sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hình thức xử lý, kỷ luật căn cứ theo vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để khi cán bộ người dưới quyền vi phạm, pháp luật đến mức phải khởi tố, truy tố hình sự. Qua
đây chúng ta thấy rằng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, đặc biệt là chống giặc nội xâm của chúng ta đang ở trong những thời điểm rất quan trọng. Toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn đấu, vững tin vào kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tuy nhiên, để chiến thắng thứ giặc nội xâm này là điều không hề dễ dàng, bởi vấn nạn này hoạt động với nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, diễn biến khó lường, vẫn từng ngày lên lỏi trong đời sống xã hội, trong mỗi con người, trong từng tổ chức. Để làm tốt được công tác này, không thể không có sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Cả chúng tôi và quý vị hãy cùng đồng hành với Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống giặc nội xâm đầy khó khăn và cam go này.